Sau loạt phát ngôn của mình, Chủ tịch Miss Rand, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, ông Nawaz đang đối mặt với vụ kiện từ chính nhà tài trợ của cuộc thi. Công ty xổ số trực tuyến Hong Kong Lottery Office, nhà tài trợ chính của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, Miss Rand International, vừa có thông báo chấm dứt hợp đồng tài trợ cho cuộc thi, đồng thời gửi hồ sơ đến Sở Cảnh sát Prakhanong, Thái Lan để kiện Chủ tịch cuộc thi, ông Nawaz Israrisil, về hành vi phỉ báng và sai lệch trong bài viết đăng trên trang cá nhân vào ngày 16 tháng 10. Phía công ty Hong Kong Lottery Office cũng chuẩn bị đề đơn kiện ít nhất 10 chủ tài khoản có bình luận không phù hợp. Theo Thitaba Thinasabrija, bài đăng vào ngày 16 tháng 10 của ông Nawaz bóp méo thông tin khiến công ty xổ số này bị thiệt hại hàng triệu bạc. Đơn vị tài trợ cho hay họ không cần lời xin lỗi mà chỉ yêu cầu Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đền bù bằng tiền. Cụ thể, bài viết có đoạn, khi người trúng giải nhất tới công ty xổ số nhận giải thưởng, có nên chụp hình lúc nhận giải để quảng cáo cho công ty xổ số hay không? Truyền thông Thái Lan nhận định, bài đăng của ông Nawaz không tôn trọng đối tác kinh doanh, gây ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị tài trợ. Thời gian qua, ông Nawaz liên tục vướng rắc rối bởi những phát ngôn của mình. Điều đó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh và uy tín cuộc thi. Cụ thể, sau cuộc thi, ông Nawaz cho biết lý do đại diện Việt Nam Thi Ngân không có mặt trong top 10 vì có phần hình thể không cân đối, lưng dài, thon to, không đáp ứng được tiêu chí hình thể của cuộc thi. Nhiều cư dân mạng Việt Nam bức xúc vì hành vi nói bậy của ông này đối với đại diện nhan sắc của Việt Nam. Nawaz Israrisil sinh năm 1973. Trước khi được biết đến với vai trò Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, ông là người dẫn chương trình, nhà sản xuất truyền hình có tiếng tại Thái Lan.